Sự việc một sinh viên Mỹ bị bắt giữ tại Triều Tiên sau đó được trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê rồi tử vong là một lần nữa nóng lên. Một ngày sau khi một nhân viên điều tra của Mỹ thông báo sinh viên Otto Warmbier chết do một tổn thương chưa được xác định. Triều Tiên khẳng định người này không chịu bất kỳ sự tra tấn nào trong suốt 17 tháng bị giam giữ tại đây. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nước này đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trị liệu cho Warmbier, bất chấp các hành động thù địch của sinh viên Mỹ. Theo thông báo này, các cáo buộc tra tấn là sự vu khống vô căn cứ của chính quyền Washington. Trước đó, vào ngày hôm qua, nhà điều tra Lashmi Samako ở Ohio cho biết, sinh viên người Mỹ Otto Warmbier tử vong do thiếu máu và oxy trong não, bắt nguồn từ một thương tổn không xác định đã xảy ra trong suốt 17 tháng bị tù giam tại Triều Tiên. Otto Warmbier, 22 tuổi, là sinh viên Đại học Virginia. Người này bị Triều Tiên bắt giữ hồi đầu năm 2016 sau khi gỡ băng rôn tuyên truyền tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng trong một tour du lịch tại Triều Tiên. Sau khi được trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê vào đầu tháng 6 vừa qua, thì chưa đầy một tuần, Warmbier đã tử vong. Gia đình và chính quyền Mỹ cho rằng Warmbier bị tra tấn, trong khi Bình Nhưỡng luôn phủ nhận mọi cáo buộc.